Thưa quý vị, qua 45 năm thành lập và phát triển, 2 tháng 10 năm 1977, 2 tháng 10 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Sông Bé STV, nay là Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương BTV, đã có những bước đi vững chắc, khẳng định sự lớn mạnh không ngừng và đóng góp tích cực trong sự phát triển của vùng đất Bình Dương giàu truyền thống cách mạng, luôn năng động vươn lên, đồng thời tạo được dấu ấn tốt đẹp trong ngành phát thanh và truyền hình cả nước. Kết quả ấy là hành trình góp sức của nhiều thế hệ cán bộ và phóng viên, trong đó phải kể đến những người đặt nền móng đầu tiên, thế hệ vàng của STV ngày ấy, BTV hôm nay. Đây là Đài Phát thanh tỉnh Sông Bé, phát từ thị xã Thủ Dầu Một, trên làn sóng 309 m. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, tiền thân là Đài Phát thanh Sông Bé, được thành lập ngày 2 tháng 10 năm 1977. Với 15 cán bộ viên chức với những thiết bị kỹ thuật thô sơ, những giờ phát sóng ấy là nền móng, là bước khởi đầu đầy gian khó. Bà Lê Thị Yểm, phát thanh viên đầu tiên của đài, thể hiện thành công lời xướng trong nhạc hiệu đầu tiên của Đài Phát thanh Sông Bé. Ngày đầu thành lập, tất cả những cái gì nó cũng đều mới mẻ hết, mà tất cả những con người ở đây cũng đều không được đào tạo trường lớp gì hết. Đó, chỉ là những người tốt nghiệp phổ thông rồi vô cũng giống như tay ngang thôi, không biết gì hết. Khi được nhận nhiệm vụ đó thì bản thân tôi lo nhiều, hồi hộp nhiều, cả mấy đêm mất ngủ, tính như thế nào, đọc ra sao, không được ai chỉ dạy hết. Thì may mắn là được anh Toàn Trung lúc đó cùng đọc với tôi. À, anh ấy thì trước đây thì cũng từng là phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh chỉ... thì từ chỗ đó thì mình cũng cố gắng làm thế nào để mình thực hiện cái câu sướng hay nhất để làm cái nhạc hiệu cho đài. Như vậy, kể từ khi chương trình phát sóng đầu tiên của Đài Phát thanh Sông Bé đến với đồng bào trong tỉnh đã mở ra một trang mới của lịch sử phát thanh truyền hình địa phương. Khi thành lập thì mới qua bên chỗ Dĩ An, rồi qua bên Châu Thới nè, lên Pú Giáo nè, mới xin mấy cái đoạn anten để về để mà dựng anten để thực hiện phát thanh. Rồi máy móc thiết bị là một mặt là nhờ Trung ương hỗ trợ, nhưng mà thực ra thì hỗ trợ những cái thiết bị mà từ trong chiến tranh ra thôi, chứ còn không có đầu tư mới. Đó, từ đó mà góp nhặt lại để làm cái phát thanh. Đầu năm 1990, hành trình xẻ núi xây dựng trạm tiếp sóng trên đỉnh núi Bà Rá bắt đầu trong bao khó khăn. Ngày 18 tháng 12 năm 1991 đánh dấu bước phát triển mới của đài khi trạm bắt đầu phát sóng. Đây chính là cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Sông Bé STV25. Đến năm 1994, Đài Phát thanh Sông Bé chính thức phát sóng truyền hình và đổi tên thành Đài Phát thanh và Truyền hình Sông Bé. STV trước đây và BTV ngày nay đã trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành. Trong đó nổi bật là những thành tích đáng khích lệ trên chặng đường 25 năm kể từ ngày tỉnh Bình Dương được tái lập. Nhìn lại những kết quả đó để thấy rõ những bước chân không mệt mỏi của đội ngũ những người làm công tác phát thanh truyền hình trên vùng đất Bình Dương năng động và giàu lòng nhân ái. Và có được những thành quả, những dấu ấn tốt đẹp hôm nay, tập thể cán bộ nhân viên BTV mãi mãi trân trọng sự chăm lo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của các bộ ngành trung ương, của lãnh đạo tỉnh Sông Bé, Bình Dương qua các thời kỳ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các sở ban ngành, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhất là sự đóng góp công sức, trí tuệ bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ viên chức của đài, sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm của đồng nghiệp trong cả nước, cùng sự quan tâm, cộng tác, theo dõi và góp ý chân thành của các tầng lớp nhân dân, của quý khán thính giả, độc giả trên khắp mọi miền đất nước.